Tướng nằm bá đạo. Đồ dễ dãi nằm ngủ này. Đồ dễ dãi. Chào buổi mém trưa. Hôm nay tụi mình sẽ đi cùng phần thập phần và lăng mèo. Bây giờ mình đi xe buýt số 965. May quá cái nhà. Hôm nay có một xe bỏ đấy. Nãy thật ra cái bến xe buýt này ở ngay đối diện khách sạn của mình luôn. Có điều là hồi nãy gặp một cái xe nó bị full á, nó bỏ luôn, không đón khách nữa. Đi tàu thì phải đổi lai một lần là biến xe buýt đối diện. Cuối cùng cũng có xe buýt, mong là không quá đông. Phố cổ rồi, đây là con đường đồ ăn. Đó đi ăn trưa chứ. Nhìn giống như kiểu chợ lớn trong quận 5. Ở đây có một món rất là giống bánh đúc ở Hà Nội. Đây nữa nè. Ăn đi. To be young and in love in New York City. To be known as the most beautiful ở đây họ kêu là please don't litter, đừng dục rác, nhưng mà tìm ngoài không thấy cái thùng rác ở đâu á. Nên nãy giờ ông kia ông cứ phải cầm cái hộp. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you. Tụi mình sẽ thử ăn xào long bao trong tiệm này. Ngon, ngon quá vậy. Qua đây ăn cơm thịt kho tàu. Đây là tiểu long bao nè. Cái thịt kho tàu ở đây ăn vô cảm giác được cái mùi nước dừa, nhưng mà cũng giống giống vị sữa đậu nành, chả hiểu. Cái này thì giống như giò viên. Chắc do ăn không đúng chỗ nên tiểu long bao cảm thấy không ngon lắm. Còn không ngon bằng cái đồ đông lạnh ở Pháp nữa. Ở đây lâu lâu có cảm giác y như Đà Lạt. Đi lên đi xuống để chui. Trời ơi, ăn trưa xong rồi ra ngoài đây nắng quá. Ở đây có cái quán trà nổi tiếng mà nó đẹp đẹp như vậy. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. I like me better when I'm with you. Đúng, 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 đúng. I like me better when I'm with you. Yeah, I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you. Phố đông người qua, đẹp đẽ không đi, đi mấy cái chỗ gì đâu, xong rồi phải chui xuống hầm mới ra ngoài. Một cái rạp chiếu phim rất là cổ, rất là hay ho. Vô xem cái gì hay không? Trời ơi, nhìn đúng cổ luôn. Đây, đây là lịch phim nè, cái kiểu poster phim ngày xưa. Ở đây mình vô tham quan miễn phí, không cần mua vé gì cả. Hình như là rạp chiếu phim này không còn hoạt động nữa, đúng không? Ủa, cái máy quay cổ hay sao? Ngày xưa là chiếu phim kiểu này á hả? Mấy cái ghế này trời ơi. I like me better when I'm with you. I knew from the first time. Trời ơi, họ làm không hút hay chưa? I like me better when I'm with you. Leo xuống đây làm cái gì bây giờ, phải đi lên. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you.
chịu nổi cái mùi nước ổi. Thơm quá. Anh xoay nó ra cho em xem đi. Nhìn giống anh lắm. Ồ, coi nhà hả? Bán hàng cho chủ kìa. Trời ơi, dễ thương. Đây là cửa hàng kẹo. Có nhiều cái nhìn nó xưa xưa cũ cũ hay ghê. Cái này kiểu kẹo tuổi thơ á. Vô trong đây nhìn cái nhớ cà phê cộng. Tụi mình vừa mua một hộp ô mai. Trời, ăn cảm thấy nhớ cái thời cấp 1 vậy đó. Cứ ngày mua cái hộp ô mai gì vậy? Siêu nhân trứng muối á. Không biết rồi, còn biết có ai biết thì không. Ngon, ngon quá. Nhưng mà cái kem ở đâu bị đá đâu. Kem này dẻo dẻo hay hay. Cái này như kẹo lạc mà. Ở đây mọi người sẽ thấy quán trà khắp nơi. Mà tụi mình lại không muốn uống trà. Giờ tụi mình sẽ đi kiếm chè khoai dẻo để ăn. Món này ở đây cũng khá nổi tiếng. Miếng khoai ở đây nó to đã quá, to bằng cái muỗng luôn. Có người chê kêu không thích ăn, xong giờ đòi thêm bát nữa. Bây giờ tụi mình vừa có một cuộc chạy đua. Cuộc chạy đua. Em vẫn còn vlog được, vẫn còn vlog được mà ông này không chửi mình. Chuyện là hồi nãy đi xe buýt xuống tới cái trạm mà đi làng mèo Hộ Tống với lại Thập Phần á, thì hai đứa không xuống. Cái là sau cái trạm đó là lên đường cao tốc đi thẳng về thành phố Taipei luôn. Thành ra là không thể nào xuống giữa đường được nữa. Bây giờ phải chạy về trung tâm thành phố, sau rồi lại bắt tàu để đi. Trong khi cái tàu cuối cùng là vào lúc 4 giờ 42 phút. Tụi mình đi từ cái trạm xe buýt kia xuống á, thế là vẫn kịp. Thành như tới. À, tàu lửa. Xì tai con nhà giàu đi du lịch, thuê nguyên một cái khoang tàu đi luôn đó. Chào mừng đến với làng mèo Cat Village Hộ Tống. Mình sẽ băng qua con đường này, đi ngang qua đường sắt để tới trung tâm làng mèo. Nào mình cùng chơi trò đếm số mèo nhé. Hello. Công nhận là mèo khắp nơi. Trời ơi, ai đối xử với mày như vậy vậy? Trời ơi. Cà phê mèo. Ở đây người ta rải thức ăn cho mèo khắp nơi luôn, chỗ nào cũng thấy. Sao mèo lúc nào cũng ngủ vậy anh? Nó lười mà. Ê, em nói nghe nè, cho chụp hình miếng nha. Đẹp gái quá. Cùng học tiếng mèo kêu meo meo meo. Sao con này đứt tai vậy? Con kia cũng đứt tai luôn. Thực ra khi mà đi ngang qua đây á, thấy cái làng này khá là nghèo á, nghèo và cũ. À, vô trong vườn ngồi nữa kìa trời. Có ai thấy con mèo không? Quý cô sang chảnh. Không, nhìn ông này là thấy già dê rồi. Trời ơi, nó liếc mình kìa. Nãy giờ mình đi lên ba con đường này. 1, 2. Con đường thứ ba này là con đường đẹp nhất nãy giờ đi á. Hai con đường kia thì kiểu như nhà dân lụp xụp á. Đây kiểu cà phê rồi kinh doanh souvenir này nọ này.
Trời ơi, cái cà phê này có con mèo trắng đã quá. Đây nè mọi người thấy không? Nhưng mà bây giờ đang quá no, chẳng muốn vào uống ăn cái gì hết. Trời ơi, đẹp quá à. Ôi, nó chưa đi đâu vậy? Ê, mấy con mèo ở đây mập quá. Mập quá mày. Ở đây có dấu chân mèo nè, đi theo dấu chân mèo là đi hết cái con đường đó luôn. Dễ thương. Bà mèo là đang ngồi trong quán cà phê một mình. Hello. Hello. Ê, mọi người thấy không? Con mèo nào cũng bị đứt tai hết á. I'll know that I'm good as long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. Có biết là nếu mình ngủ đây thì mọi người sẽ nghĩ mình chết không? Không, tại vì nó ăn no rồi đó. Ừ, ăn no này. Có một cái ha, vô cùng hài lòng ở nơi này đó là thấy rất nhiều mèo, thấy rất nhiều đồ ăn rải rác khắp nơi nhưng không thấy shit mèo. Rất là sạch sẽ luôn á. Thôi đi về thôi. Thực ra lúc đầu tưởng là không đi được cái chỗ này, ông này ông tiếc hoài luôn. Xong bây giờ đi rồi thấy đi nửa tiếng cũng hợp lý, thực ra không có gì lắm. Từ cái phía bên kia thì qua bên đây thì là kiểu như các nhà hàng, quán ăn, đây là cái 7-Eleven và Vision Hall thì mình không biết là cái gì hết, nhưng bây giờ chắc đóng cửa rồi. Chú chó duy nhất trong cái làng này thương em. Ngủ hoài. Ôi, cái khu này nhiều mèo quá. Đây nè. Đây nè. Đây có con nữa nè, đây nữa nè. Xinh quá, mèo nữa. Trời. Nghe anh trai này đồn đây là cái mỏ than cũ. Chứ tôi không biết gì hết á. Mọi người có thấy gì không? Đây là 4 con mèo. Không, đếm không có sai đâu, 4 con mèo đó. Hello. Mát quá. Đang ở dưới thung lũng cho nên rất là mát. Trời ơi, bé này nó cho mèo ăn pate hay gì đó, ngon quá vậy. Thích mèo. Thích à, trời ơi, dễ thương chưa kìa. Đi săn mèo để cho mèo ăn. Tàu tới rồi, đi tới thập phần thả đèn chui. Ở đây họ sẽ kiểm tra thẻ, tại vì thường là đi ra đi vô không ai kiểm tra hết. I like me better when I'm with you. I knew for the first time, I'd say for a long time, cause I like me better when, I like me better when I'm with you. Ở đây hình như là ngoài thả đèn lồng còn có treo mấy cái ống tre điều ướt nữa hay sao đó. Nhiều quá trời luôn. Đây kiểu như là một cái đường tàu. Một cái đoạn đường tàu bé bé. Xong rồi sẽ có hai bên là quán xá này nọ. Cũng không có gì nhiều ha. Các bạn trẻ đang là nhộn nhịp thả đèn rồi. Nhưng mà hai tụi mình sẽ đi ăn trước. Đói quá. Các bạn có thể thả lồng đèn như thế này. Họ dâng sẵn ra, muốn ghi cái gì thì ghi. Không hiểu tại sao đây lại có pháo hoa nè. Trời ơi, hai đứa đi chơi kiểu gì mà người ta đóng cửa hết vậy nè. Vì quá chán là tụi mình sẽ ăn đỡ takoyaki và toast cho đỡ đói. Xong rồi đi thả đèn rồi về lại Simmering chơi cho vui. Tụi mình ăn xong thì tự nhiên có rất là nhiều người đây là ghi đèn để thả lồng đèn. Cứ tưởng là đã hết giờ rồi chứ ai dè, bây giờ vẫn còn đông lắm. Tụi mình sẽ lấy một cái màu vàng. Đây, tụi mình đây. Màu vàng để cho hai đứa nổi lên, hai đứa hôm nay mặc đồ hồng. 150 đô một cái. Ông này không biết tiếng Việt mà giống như là biết thư pháp luôn. Đang viết tự nhiên thế trên trời. Sao mọi người thả nhìn như sao á. Trời ơi, anh viết bản kiểm điểm hay gì vậy anh? Tôi viết rất là đơn giản luôn. Đó, chữ thế mà ghê.
Thực ra ban đầu hai đứa không có biết ý nghĩa của mấy cái màu cho nên cứ chọn đại màu vàng thôi, tại vì nghĩ là hai đứa mặc đồ vậy thì nó sẽ nổ. Nhưng mà bây giờ thì mới đọc được màu, mỗi màu nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ màu đỏ là màu dành cho sức khỏe nè, màu vàng là tiền tài nè, màu hồng là niềm vui, vân vân. Khi mà mình làm, mình thả đèn thì sẽ có anh ảnh rút đèn cho nè, xong ảnh chỉ cho rồi ảnh lại còn quay phim cho nữa. Trời ơi, nãy giờ cái anh ảnh cứ mới mới thấy má thả tay mới thấy má nhìn đấy xoay chụp hình. Đứng một hồi thì tàu tới, cứ tưởng là cái này bỏ rồi chứ ai về tàu vẫn tới. Là khi mà có tàu thì người ta sẽ có một tuyết còi, tất cả mọi người đi tàu. Tất cả mọi người phải né ra. Tụi mình lại ăn cái bò này tí. Sao bây giờ thì mình sẽ ăn cái phô mai nướng. Cái này nó xẹp xẹp nè, xong rồi nướng một hồi nó phồng lên, nhìn như là xúc xích á. Hộp thịt bò này 200 đô. Một xiên ốc như vậy là 150. Tụi mình đang nghĩ là tụi mình đang bị chém. Ăn một không ngon đi nghe chưa. Cũng chả làm được gì nữa. Tụi mình lại quay lại chỗ này để ăn. Rồi mọi người ơi, đây là món rất là thần thánh. Mặc dù nhìn nó không ngon nhưng mà ăn nó rất là ngon. Mọi người đến đây phải ăn nha. Mình không biết là ở chỗ khác á nó có ngon bằng cái hãng này không, nhưng mà cái hãng này thực sự rất là ngon. Chịu không được. Từ tối tới bây giờ đã ăn rất là nhiều đồ ngon rồi, từ thịt bò tới cái ốc mì nọ ngon ơi là ngon, nhưng vẫn thèm mì gói nên vào mua mì gói, mua thử cái mì nhìn rất là Đài Loan á. Mình lấy cái loại vị là bò, xong rồi không cam tâm với việc ăn mì không, mua thêm xúc xích nữa. Mấy loại dùng nhà mua. Thử xem có ngon không, rẻ vô cùng luôn, 23 đồng, tính ra là có 14 ngàn, đâu rẻ đâu. Mì cơ bản. Ô cái này, à giờ mình để ý cái này của Uni President. Không biết là có bạn nào ngày xưa hay ăn mì Unit không? Mì Unit, mì Unit, nó là của công ty này đó. Ô vậy không phải là mì dở đâu nha.